gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Bạn nắm rõ luật của chương trình rồi chưa? Đã sẵn sàng chơi chúng tôi chưa? Người chơi đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Phương án B là phương án cuối cùng của tôi. Đó là câu trả lời đúng. Chúng tôi sẽ dành cho hai người một khoảng thời gian là 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Phương án C là phương án cuối cùng của tôi. Đó là câu trả lời đúng. Khi người chơi mà phân vân giữa hai phương án thì đây là một sự trợ giúp đắc lực nhất. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ hai phương án sai. Phương án B là phương án cuối cùng của tôi. Đó là câu trả lời đúng. Chúng tôi xin đọc câu hỏi các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho bạn. Xin mời khán giả. Phương án D là phương án cuối cùng của tôi. Đó là câu trả lời đúng. Phương án A là phương án cuối cùng của tôi. Đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Bạn đã rất nhanh chóng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên, trả lời đúng cả 5 câu. Hiện nay bạn đã có chắc chắn 2 triệu đồng tiền thưởng. Nó sẽ là 3 triệu nếu như bạn trả lời đúng ở câu số 6. Và bắt đầu từ câu số 6 bạn có thêm sự trợ giúp thứ tư là tư vấn tại chỗ. Câu hỏi trị giá 3 triệu. Hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Hy vọng ở trong trường quay có và biết chắc chắn được trả lời đúng. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ biết câu trả lời đúng. Đó là câu trả lời đúng. Phương án B là phương án cuối cùng của tôi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ biết câu trả lời đúng.